Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Bước chân người tình, tức Dựng bàn viết lữ thứ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, qua phần diễn đọc của Ái Vân và tác giả. Hưng thực sự hối tiếc đã khuyến khích vợ trở thành nhà văn. Đàn bà khi có tên tuổi một chút thường dễ mất thăng bằng. Anh cứ lẩm bẩm thở dài, nhắc đi nhắc lại câu ấy để tự trách mình đã biết trước như thế mà vẫn không tránh khỏi. Cái khúc rẽ ấy tình cờ lắm. 3 năm trước, lần đầu tiên đi làm về, anh nhìn thấy tờ bản thảo dở dang của Ly trên bàn ăn. Gạch xóa xanh đỏ chằng chịt. Anh tưởng vợ viết thư cho ai, nhưng đọc kỹ thì hóa ra một chuyện ngắn mới nhập đề. Hưng ngạc nhiên thích thú vì chưa bao giờ nghe vợ nói đến ý định viết văn. Ly rằng vội tập bản thảo, cất đi và mỉm cười bảo chồng: Anh không được coi đâu đấy. Lúc này Ly không đi làm vì đứa con đầu lòng mới được 6 tháng. Kể ra một người mẹ chăm sóc kỹ lưỡng một đứa bé, biết bao nhiêu việc phải làm, quay đi quay lại đã hết ngày. Nhưng thằng Vong ngoan lắm, chỉ ăn rồi lại ngủ. Thành ra Ly rất thừa thì giờ báo chí đọc hết tờ này sang tờ khác. Nàng thấy người ta bảo văn chương hải ngoại là văn chương của phái nữ. Nhiều người chẳng bao giờ cầm bút trong nước, bây giờ cũng đã ồn ào trình làng dăm ba tác phẩm. Cái không khí ấy làm Ly nảy ra ý định thử thời vận, bước vào một cuộc chơi mới. Ông Du Tử Lê tuyên bố văn chương là một trò chơi lớn, không phải là một canh bạc bịp. Thế nghĩa là thế nào? Ly không hiểu, nhưng cứ viết xem sao. Dĩ nhiên nàng giấu chồng, chờ bài đăng lên báo rồi mới dí vào mặt Hưng để chàng ngạc nhiên. Cho nên việc đầu tiên là phải chọn một cái bút hiệu để chồng không biết. Thuở còn đi học, nàng có làm thơ ký tên Mai Thi. Lớn lên nhớ đến câu phú trong sách Tử Vi là Thượng Lộ Mai Thi, nghĩa là giữa đường chôn xác chết. Nàng bỏ cái tên xui xẻo ấy. Nàng suy nghĩ mất một ngày và quyết định đặt bút hiệu Đài Trang, để mai sau báo chí gọi nàng là nữ sĩ Đài Trang, nghe có âm điệu bồng trầm hơn. Nàng cũng dứt khoát bỏ làm thơ, bởi nghe đồn thơ ít người đọc, sách in khó bán. Chuyện ngắn là chặng đường dễ nhất để khởi nghiệp cầm bút, và nàng yên tâm đi theo con đường này. Những trang bản thảo đầu tiên được lặng lẽ gửi đi như những viên sỏi quăng xuống cái giếng không đáy, chẳng nghe tiếng rội một chút nào. Báo mỗi lần đến nhà, nàng lật nhanh trang mục lục, chúi đầu xuống đọc, để rồi ngẩng lên nén tiếng thở dài. Sao thế nhỉ? Chắc là không thất lạc vì nàng đã gửi bảo đảm. Nàng gọi điện thoại cho tòa soạn để hỏi xem họ có đăng hay không. Câu trả lời nàng có thể đoán trước: chúng tôi đang đọc, cô chịu khó chờ bài vở nhiều quá. Lần đầu nàng tin như vậy, mặc dầu thực sự tờ báo chẳng có bao nhiêu bài gửi đến. Lần thứ hai nàng gọi, ông chủ nhiệm kiêm chủ bút, kiêm luôn mọi thứ ở tòa soạn, nghe giọng nàng dễ thương, ngỏ ý muốn gặp ở quán cà phê để bàn chuyện hợp tác lâu dài. Nàng nao núng toan đi, nhưng chẳng lẽ bế con theo nên lại thôi. Bài gửi đi vài lần không có kết quả, Ly buồn ra mặt. Có lẽ phải đổi đề tài. Nhân mùa Giáng sinh, có tờ báo Công giáo sắp ra số đặc biệt. Nàng viết chuyện một linh mục bất khuất trong trại cải tạo, mặc dầu nàng không hề biết tí gì về lao tù cộng sản. Chuyện hào hùng như thế mà chẳng hiểu sao họ vẫn không đăng. Nàng sửa lại cũng câu chuyện ấy, bỏ ông cha thay bằng một ông sư và gửi cho tờ báo Phật giáo. Tờ này vẫn ém tả, không giới thiệu tên tuổi nàng. Lập thân tối hạ thị văn chương, cái nghiệp cầm bút có cao quý gì cho cam mà phải vất vả như vậy. Có
Có lúc nàng tự hỏi và đã toan ngừng hẳn, không viết lách gì nữa. Nhưng sau cơn xúc động chán chường ấy, trong lòng lại sống dậy sự thôi thúc của giấc mộng văn chương mà nàng tin rằng mình có năng khiếu, và nàng lại tiếp tục gửi bài đi. Báo chí hải ngoại quá nhiều, tờ này không đăng, tìm tờ khác, kiên nhẫn một chút, chắc chắn sẽ thành công. Một ngày cuối tuần, Ly lái xe đi chợ. Hưng ở nhà du con tỉnh cũ. Anh mở ngăn kéo tìm cái cắt móng tay và khám phá ra sấp bản thảo khá dày của vợ. Chắc là bản đã sửa lần chót, chữ viết nắn nót, Ly photo để lưu trữ sau khi gửi bản chính đi. Hưng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Ừ, có vợ làm nhà văn cũng hay. Và anh tự hẹn mình sẽ hết sức hỗ trợ sở thích của Ly, bởi đó cũng chính là sở thích của Hưng. Anh mỉm cười về cái bút hiệu vợ anh chọn. Anh cầm sấp đầu tiên lôi ra đọc. Loáng thoáng có hình ảnh anh trong đó. Không phải là một chuyện sáng tác, mà chỉ ghi thuật dưới dạng bút ký chuyến đi tìm tự do của vợ chồng Hưng. Chỉ khác một điều là nhân vật nữ, tức vợ anh, đẹp gấp 8 lần ở ngoài. Anh đâu có may mắn kết duyên cùng một tiên nữ như Ly tả. Những câu văn đã thành sáo ngữ muôn đời, mắt bổ câu, mũi dọc dừa, tóc bồng bềnh thả xuống đôi vai gầy. Chính Hưng không hề biết mắt bổ câu nó như thế nào, còn mũi dọc dừa thì đàn bà Việt Nam mấy người đã có, trừ khi đã giải phẫu thẩm mỹ. Mà vai thì luôn luôn phải vai gầy, vai mập không bao giờ vào văn học sử. Nhưng khởi đầu như thế là được rồi. Nhà văn nào thì cũng thường bắt đầu bằng những nội dung có liên quan đến chính mình, đến những người chung quanh mình, rồi từ từ mới thoát hẳn ra khỏi cái tôi để tiến lên sáng tạo đích thực, như con thuyền bỏ sông lạch ra đại dương. Hưng đọc liên tục từ đầu đến cuối, và dù yêu vợ đến đâu, anh cũng phải buột miệng than, nhạt như nước ốc. Vượt biển là đề tài thời thượng của mọi nhà văn, nhưng vợ chồng anh đi bán chính thức, công an dẫn xuống tàu, xuôi buồm thuận gió, không hải tặc, không cướp bóc, mới 4 ngày đã đến trại tị nạn, chẳng hề có một diễn biến bất ngờ nào để cấu thành một thiên hồi ký. Anh lắc đầu bước sang bản thảo thứ hai và buồn lòng vì cái nhìn của vợ anh đối với cuộc đời quá đơn giản, chỉ có thể làm luận giỏi, chứ viết chuyện thì thiếu bố cục. Anh mong vợ thành công, nhưng có lẽ vợ anh nên chuyển hẳn sang đối tượng độc giả là nhi đồng thì hợp hơn. Anh muốn bàn với vợ về việc này, muốn góp thêm ý kiến để Ly sửa đổi cách viết, nhưng anh lại sợ vợ mình ngượng, bởi nàng đã viết mấy chuyện rồi mà chưa báo nào đăng. Hưng không đọc hết mọi trang báo, nhưng đoán thế, bởi nếu có, Ly đã khoe với chồng. Anh đang xem giờ tập bản thảo thứ ba thì Ly đi chợ về. Nghe tiếng xe chạy vào sân, Hưng vội vã cất hết lại chỗ cũ và tỉnh bơ bước ra mở cửa. Ly lại ôm về một chồng báo đủ loại. Nàng mở nắp xe sau và hỏi: "Con ngủ hả anh?" Hưng đỡ cái túi cho vợ, gật đầu. Anh nhìn lại Ly, so sánh nét đẹp mà nàng tự tả trong chuyện, bất chợt mỉm cười. Hay là nàng đẹp thật mà vì gần gũi quá cho nên anh không để ý. Anh cố giấu không cho Ly biết anh đã đọc bản thảo của nàng, mặc dầu anh rất ấm ức muốn góp ý với những chuyện chưa đủ tầm vóc ấy. Lúc Ly đứng làm cơm, anh mon men lại gần, sớ rớ nhặt rau phụ vợ và gợi chuyện: "Ở nhà lúc rảnh rỗi em làm gì?" Thì em đọc báo, xem tivi. Nhưng mà cũng đâu có nhiều thì giờ đâu. Cho con ăn này, thay tã này, tắm rửa rồi cho nó ngủ. Quay đi quay lại là hết ngày rồi. Im lặng một chút, nàng lại hỏi: "Nhưng mà anh hỏi làm gì đấy?" "Không không, anh hỏi vậy thôi." Mấy tuần sau, một buổi chiều Hưng đi làm về, thấy Ly vui hẳn hơn mọi ngày. Ngồi vào bàn ăn, nàng mở tờ bán Nguyệt San bút đàm, chỉ vào chuyện ngắn "Nửa đêm trời trở gió" và nói bằng giọng vừa hớn hở vừa tự tin: "Này, anh biết ai đây không? Em viết đi nhá." Hưng giật mình nhìn cái tên đài trang in đậm dưới tựa đề, làm bộ sừng sốt.
trố mắt kêu lên: "Em mà cũng viết chuyện, thế mà dám giấu anh. Hôm nọ đọc tờ bản thảo của em, anh tưởng em viết thư cho ai?" Dù đang đói bụng, Hưng cũng tạm hoãn bữa cơm, chúi đầu xuống tờ tạp chí. Dĩ nhiên anh không đọc, bởi anh đã đọc rồi. Anh thắc mắc không hiểu tại sao tờ báo thiếu bài đến độ phải đăng chuyện của Ly. Anh lật trang chậm chậm, làm như rất chăm chú, rồi gấp cuốn báo, ngẩng lên nhìn vợ. "Được quá chứ, anh không ngờ em biết viết văn." Ly sung sướng lắm, lần đầu tiên ra mắt độc giả, lòng lâng lâng như uống rượu mạnh. Người đưa thư ghé nhà nàng lúc 1 giờ. Từ đó đến khi Hưng đi làm về, nàng đã đọc lại tất cả 4 lần chuyện ngắn của mình, cũng những dòng chữ ấy do chính nàng sáng tác. Nhưng khi còn ở dạng bản thảo viết tay, nàng không thấy trang trọng và hấp dẫn như khi đã lên mặt báo. Nàng bảo Hưng: "Ở nhà, những lúc con ngủ chẳng biết làm gì thì em viết tầm bậy tầm bạ cho qua thì giờ, mà không ngờ họ lại đăng. Anh thấy được không anh?" "Được chứ, chuyện đầu tay thế này là có triển vọng lắm. Em viết thêm được chuyện nào nữa chưa?" "Chưa, khi nào rảnh thì viết chứ mình có ý định làm nhà văn đâu." Và nàng dặn đi dặn lại Hưng là đừng cho ai biết đài trang là bút hiệu của nàng. Ly định mai kia khi nổi tiếng rồi, in thành tập truyện rồi, nàng mới công bố để thiên hạ giật mình. Nhưng ngay hôm sau, một người bạn của Ly tình cờ gặp Hưng ở sở làm trong giờ ăn trưa, đã níu lấy anh, hỏi ngay bằng giọng giễu cợt: "Này này, bà Ly lúc này về đặt viết văn phải không? Này, tôi đọc bài của bà ấy rồi đấy nhá." Nhớ lời vợ dặn, Hưng lắc đầu: "Đâu có, ai nói với bà vậy?" "Ông còn giấu tôi nữa. Chính bà xã ông khoe với tôi. Bà ấy lại còn dặn tôi là đừng nói với ai. Bà ấy bảo ông Hưng cũng không biết. Ông mà không biết, tôi nghi là ông chọn cái bút hiệu đài trang cho bà ấy, đúng không?" Tôi không biết thật mà. Nhân tiện chàng dò xét: "Chuyện đọc được không?" "Thường thôi, nhưng mà thì tôi vẫn cứ khen để mà khuyến khích mầm non ý mà." Ý kiến của người bạn làm Hưng đặt lại vấn đề. Có lẽ đúng, không thể khắt khe quá với người mới viết. Chàng cần hỗ trợ Ly trong bước đầu cầm bút. Ông Du Tử Lê đã bảo người ta là nhà văn ngay từ những dòng chữ đầu tiên hoặc muôn đời không là. Nhưng triết gia Ribo lại nói ngược lại, thiên tài là một sự tập luyện lâu dài, chẳng biết ai đúng ai sai. Có điều viết mãi, viết nhiều chắc sẽ quen tay và nâng được phẩm chất của câu chuyện. Từ đó, mỗi ngày đi làm về, Hưng thường vui vẻ hỏi vợ: "Bữa nay ở nhà có viết được gì không?" Câu hỏi ấy là một hình thức mặc nhiên xác nhận Ly có quyền viết công khai như một cái job thứ hai của nàng, chẳng cần phải giấu giếm nữa. Nàng đưa cho Hưng đọc trước bản thảo, nhờ anh phê bình rồi mới gửi đi. Nàng bắt Hưng phải góp ý: "Anh cứ nói thật đi anh. Nếu mà được thì em gửi, không thì em sửa lại cũng được." Tuy đòi chồng phê bình, nhưng thực lòng nàng chỉ muốn nghe lời khen. Và vì biết vậy, dù chuyện có dở lắm, Hưng cũng vẫn rộng lượng, nói nước đôi: "Cũng được, mới viết mà như vậy là tốt rồi." Tháng sau, tờ bút đàm gửi đến nhà, tuy không có bài của Ly, nhưng tên nàng được nêu lên trang trọng trong một thư tín của tòa soạn. Tờ báo nhắn nàng tiếp tục gửi bài và cho biết có nhận được thư khen ngợi của độc giả với chuyện ngắn đầu tay của nữ sĩ đài trang. Ly mừng lắm, đọc đi đọc lại mẩu tin xúc tích ấy mấy lần và hồi hộp chờ Hưng về để khoe. Hóa ra những cơ quan ngôn luận mà nàng gửi bài trước đây từ chối không đăng tác phẩm của nàng chỉ vì họ chưa nhìn ra chân tài. Mãi đến bây giờ nàng mới thực sự gặp tri kỷ. Hưng ở sở về theo thói quen thay quần áo rồi ăn cơm ngay. Anh thấy trên mặt bàn có tờ tạp chí đặt bên cạnh đôi đũa và cái chén của anh. Anh biết vợ muốn mình đọc nên vội vã mở ra, lật nhanh từng trang và hỏi: "Kỳ này không có chuyện ngắn của em à?" "Đấy, họ cũng đang hối em gửi mà chưa có thì giờ. Anh cứ đọc mục nhắn tin mà xem." Nàng xới cơm vào bát cho Hưng, chờ một chút để Hưng đọc xong mấy dòng quan trọng đó rồi mới nói thêm:
Ôi, chả biết có thư khen thật hay là lại họ lại phịa ra để an ủi mình. Việc gì họ phải phịa, không có thư độc giả đời nào họ dám nói trên mặt báo. Câu này Hưng nói thật, bởi thằng độc giả ấy chính là Hưng. Nghe lời người bạn của Ly, Hưng viết mấy chữ gửi đến tờ báo để khuyến khích mầm non. Anh còn phôn cho tòa soạn hết lời ca ngợi và mong được tiếp tục đọc bài của Đài Trang. Anh giới thiệu cho tờ báo thêm một số độc giả. Cẩn thận hơn nữa, anh đem chuyện của vợ photo một bản gửi đến tờ báo biếu anh quen, nhờ họ đăng lại để sức phổ biến lan rộng hơn. Anh ghé nhà sách mua mấy cuốn biên khảo có dính dáng xa gần đến nghệ thuật viết văn ôm về cho vợ. Anh tin rằng tất cả những đóng góp ấy là cách hay nhất để ủng hộ một nhà văn trong bước đầu. Khi tờ tạp chí đăng đến chuyện thứ năm của Ly, nàng cho rằng mình chính thức bước vào văn giới. Hai tiếng nữ sĩ nghe đã quen tai, không còn thấy ngượng nữa. Lúc trước chỉ viết ban ngày khi con ngủ, bây giờ có khi nàng sáng tác cả ban đêm. Nhiều hôm Hưng nằm trăn trở một mình, ngủ thiếp đi một lúc, giật mình thức giấc vẫn thấy vợ ngồi cắn bút dưới ngọn đèn nhỏ. Ngày sinh nhật, Hưng mua tặng vợ cái máy chữ, nhưng nàng không dùng tới, bởi gõ lạch cạch ban ngày thì sợ con thức, ban đêm thì sợ chồng ngủ. Thì giờ nàng hiến dâng cho văn học, mỗi ngày một nhiều hơn, số trang bản thảo mỗi lúc một dày hơn, và do đó đòi hỏi Hưng nhiều kiên nhẫn hơn mỗi khi vợ bắt phải duyệt qua để cho ý kiến. Chuyện ngắn Đài Trang tuy có nâng cao một chút về mặt kỹ thuật, nhưng nói chung Hưng vẫn không hài lòng, bởi nàng chưa tìm ra được một nét riêng cho mình, hoặc bằng ý tưởng, hoặc bằng hành văn, một cá tính để làm chuyện của nàng khác với chuyện của các nhà văn khác. Cái khó nhất của người cầm bút chính là ở chỗ đó. Hưng ngại nói với vợ điều này, dù anh biết càng để lâu càng khó nói, bởi một khi số chuyện đã được đăng nhiều, tên tuổi đã được nhắc nhở nhiều, thì nàng càng nghĩ rằng mình đã thành công, mọi lời khuyên dù chân tình đến mấy cũng sẽ trở thành xúc phạm. Anh không viết văn, nhưng cách nhìn của anh với văn chương rất rõ. Có lần anh đã xa gần nêu lên một loạt thí dụ về những thành công trong văn giới kể từ thời tiền chiến đến nay để vạch những con đường mẫu cho vợ anh theo. Nhưng dường như Ly chẳng tiếp nhận được gì. Chuyện của nàng mờ nhạt, chung chung, không làm dáng văn chương mà cũng chẳng chủ tâm đến bố cục, cốt truyện. Có lúc nàng muốn chạy theo lối văn thời thượng khó nuốt để tỏ rõ phong độ bí hiểm của một ngòi bút có chiều sâu, nhưng cũng lắm khi nàng lại quay về con đường trong sáng đơn giản để phù hợp với những đề tài gần gũi quanh mình. Thành ra nàng bị giằng co giữa hai khuynh hướng, nửa nạc nửa mỡ, không biết mình đứng ở vị trí nào trong làng văn. Ông Nguyễn Hiến Lê bàn rằng tiểu thuyết có hai lối, văn viết và văn nói, nhưng cả hai đều chỉ là phương tiện để diễn đạt, tùy theo sở trường của từng người cầm bút. Nếu viết đối thoại hay thì nên khai thác tối đa, bằng không thì cả cuốn sách không cần đối thoại câu nào cũng được. Hưng bàn với vợ điều ấy, nàng dường như chẳng rút ra được bài học nào, chỉ ngạc nhiên hỏi lại. Ừ nhỉ, anh viết văn chắc là hay hơn em, vì anh biết nhiều. Sao anh không viết thử xem? Một ông giáo dạy nhạc giỏi chưa chắc đã sáng tác được một bản nhạc. Anh chỉ biết lý thuyết thôi. Nhưng đối với người viết văn như em thì dĩ nhiên cũng cần phải đọc nhiều sách lý thuyết để có thêm vốn liếng. Tuy vậy, cũng có một lần Hưng phải công nhận văn tài của vợ. Bài bút ký Ly viết sau đám tang một người bạn thân chết về ung thư, để lại đứa con 6 tuổi. Ở nghĩa trang về, Ly ngồi vào bàn ghi lại tất cả mọi diễn tiến, giọng văn tràn đầy cảm xúc, nhất là khi nhắc đến đứa bé mồ côi. Đó là một thành công lớn của nàng. Nó chứng tỏ nàng có khả năng cầm bút, chỉ cần trang bị cho mình xúc cảm mà thôi. Nói khác đi, chính nàng phải sống với cảm xúc của mình, nàng mới viết hay được. Chứ nếu phải vay mượn hay tưởng tượng thì câu chuyện dễ trở thành vụng về giả tạo. Điều này nguy hiểm quá, bởi muốn có một bài văn hay, nàng lại phải chờ thêm một người chết. Nhưng rồi viết mãi thì cũng có tên, nhất là nàng còn khá trẻ, nhan sắc còn mượt mà so với nhiều nhà văn phái nữ khác.
Cái lợi khí tự nhiên của đàn bà đẩy nàng lên nhanh hơn khả năng đích thực của mình. Nàng đến dự buổi họp mặt cuối năm của tòa soạn. Ông chủ nhiệm kiêm chủ bút đối diện nàng lần đầu tiên, giật mình hối hận ngay là đáng lẽ đã phải đánh bóng nàng từ lâu, bởi ông không ngờ nàng còn trẻ như thế. Ở Việt Nam, ông chưa hề viết văn hay làm thơ bao giờ. Nhưng sang đây, ông lao vào sinh hoạt báo chí và tương đối cũng thành công nhờ dốc hết thì giờ vào công việc. Vợ con còn kẹt lại, một mình ông vẫy vùng từ A tới Z, nhu cầu ít, ăn tiêu giới hạn nên cũng sống được qua ngày. Ít ai biết tên thật của ông, mà người ta cũng chẳng cần biết, cứ quen miệng gọi ông bằng tên của tờ báo. Chẳng hạn, thằng cha Bút Đàm đi xin quảng cáo khéo miệng lắm. Bữa tiệc hôm nay chỉ có vài người rất thân trực tiếp đóng góp cho tờ báo. Hưng cũng định đi với vợ, nhưng thằng Vong đang bị ho nên bố con đành ôm nhau ở nhà. Tòa soạn đón tiếp Ly ân cần lắm, bởi quanh năm chỉ có mấy khuôn mặt đàn ông ra vào nhìn nhau đã chán ngấy. Bây giờ mới được một bóng dáng giai nhân nhập cuộc, cả bọn đều run run cảm động. Ông Bút Đàm phi lộ mấy lời thủ tục rồi chụp cái máy hình bò lê bò càng ra sàn nhà, tay bấm lia lịa hy vọng có được một bộ ảnh thật đẹp của Ly. Ông chưa già lắm nhưng có thói quen hễ gặp đàn bà là gọi bằng cháu, dù họ chỉ kém ông vài tuổi. Xưng hô như thế ông thấy rất có lợi. Ông có thể gần gũi họ hơn mức bình thường mà họ không phải đề phòng, bởi tưởng ông là người đứng đắn. Nó còn có lợi thêm một điểm nữa là tạo cho người phụ nữ có cái cảm tưởng rằng mình trẻ. Ông bảo Ly bằng một giọng nhà nghề có pha chút cải lương: cháu viết nhiều rồi, phải ra sách đi thôi. Gom lại chừng 10 chuyện ngắn, in thành tuyển tập để đáp ứng lòng mong mỏi của độc giả bốn phương. Thôi thế này, để hôm nào rảnh, chú lục lại thư từ của độc giả cho cháu xem. Mỗi ngày cả chục lá thư gửi về khen ngợi cháu. Ly hồi hộp lắm, lòng lâng lâng bay bổng. Con chim sẻ sắp chắp cánh biến thành phượng hoàng. Nàng hăm hở nói: vâng, hôm nào chú cho cháu coi ạ. Ừ, thư thả đã, lúc này báo mới tăng trang, nhiều công việc quá, chưa có thì giờ soạn. Làm gì có thư độc giả mà soạn. Bức thư duy nhất của Hưng gửi đến để khen Ly, ông đã quăng đi từ lâu rồi, còn gì nữa đâu. Ly tò mò hỏi: nhưng in sách có tốn tiền lắm không hả chú? Người ta thì tốn, chứ đài trang thì chẳng bao nhiêu. Time setting chú làm hết, cháu chỉ bỏ tiền giấy thôi, độ 3.000 bạc là xong. Mà 3.000 bạc ấy chỉ 3 tháng là cháu lấy về. Sách của cháu thì chú biết chắc là sẽ bán chạy như tôm tươi. Nhất là đưa hình cháu lên bìa thì người ta không muốn đọc sách người ta cũng phải mua. Mấy người trong bàn tiệc đều hùa theo, tâng bốc Ly bằng những lời lẽ cực kỳ nồng nhiệt, theo lối suy luận, chẳng mất gì một lời khen trước mặt, rồi lát nữa chửi sau lưng cũng được. Tan tiệc, Ly ra về mang theo cả một trời ngây ngất. Phải có tác phẩm thì mới đích thực là nhà văn đúng nghĩa. Đăng 100 bài báo mà chưa in được cuốn sách nào thì vẫn như con chim vỗ cánh trong lồng mà thôi. Một nhà văn đã cay đắng ví rằng ôm mãi bản thảo mà không xuất bản được thì cũng chẳng khác gì người đàn bà có bầu mà không đẻ được. Không đẻ được thì làm sao có bầu đứa kế tiếp. Buổi tối lên giường, nàng tỉ tê bàn với Hưng chuyện in sách. Anh đồng ý việc in sách, mặc dù anh biết tài năng của Ly còn non nớt lắm. Mà có nhà văn nào bước đầu không vụng dại, nhưng anh giật mình vì không ngờ tốn tiền như vậy. Văn chương là một trò chơi quá đắt, đã tốn thì giờ sức lực lại phải bỏ tiền ra nữa. Vợ anh lúc này viết nhiều, có lúc thừa người đăm chiêu suy nghĩ về một ý tưởng hay một cốt truyện nào đó. Anh gọi 2-3 lần mới giật mình quay lại. Lắm hôm nàng say sưa theo ngòi bút, quên cả giờ giấc. Hưng đi làm về, bếp núc vẫn lạnh tanh chưa nấu nướng gì cả. Anh không giận vợ, chỉ buồn cười tội nghiệp và vẫn tiếp tục khuyến khích. Vợ mình chỉ có mỗi một sở thích mà là sở thích thanh cao, chẳng nhẽ lại ngăn cản. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Thôi thì cứ để nàng viết. Chỉ có điều nàng đòi rút đến 3.000 bạc trong chương mục tiết kiệm,
thì anh hơi sửng sốt. Anh nghĩ đến tổng số tiền dành dụm sắp vơi đi 1/3, buốt nhói trong lòng, nhưng không nỡ lên tiếng bàn ra. Ly thổ thỉ: Anh ạ, ông Bút Đàm bảo là chỉ độ 3 tháng là lấy lại được vốn thôi, mà có thể cũng chẳng cần đến 3 tháng nữa. Ông ấy sẽ tổ chức cho em ra mắt sách, bán tại buổi đó đã đủ rồi, có khi lại còn lời nữa đấy. Thì in một cuốn cho có với thiên hạ. Để chuẩn bị ngay số báo sau, tờ Bút Đàm bắt đầu cả một chiến dịch lăng xê đại trang. 8 trang tràn ngập hình ảnh, phỏng vấn và trích văn của nàng. Ly hơi thất vọng vì mấy bức hình ông Bút Đàm chụp quá xấu, tương phản với cái tựa đề thật lớn ông đặt cho nàng: Đại trang, nữ hoàng của văn giới hải ngoại. Chính ông cũng không ngờ tay nghề của mình lần này bết quá, nhưng thay vì thú nhận, ông khôn khéo giải thích: Cháu là nhà văn, không phải là người mẫu. Ca sĩ hay tài tử cần hình poster, cần cái đẹp bề ngoài. Nhà văn cần chiều sâu, cần có nét khắc khổ để nói lên một cái gì bên trong. Chú có thể đưa cháu lại Vivi Trần chụp một kiểu thật đẹp, retouch hẳn hoi, nhưng mà cháu ạ, cái đẹp ấy hời hợt lắm, không diễn tả được nội tâm. Ly cũng bùi tai, nhưng nàng vẫn mong mình được ái mộ trên báo không phải chỉ bằng văn tài mà bằng cả nhan sắc nữa. Chủ nhiệm Bút Đàm hình như cũng nhận ra điều ấy nên an ủi: Thôi, để khi in sách chú sẽ chụp nhiều kiểu đẹp hơn cho cháu lựa. Rồi ông lại bàn thêm: Chú tính giỏi, đây là tác phẩm đầu tay của cháu, nhưng cũng là cuốn sách để đời, nên in theo kiểu ngoại quốc, bìa dày mà có jacket à nói. Đích thân chú sẽ viết lời tựa và nhờ thêm 2-3 người nổi tiếng nữa viết bản. Phụ bản thì không cần, bởi chẳng có phụ bản nào đẹp cho bằng hình chụp của chính cháu. Cứ mỗi chuyện chú in một tấm hình của cháu, các kiểu khác nhau, hình màu đàng hoàng. Tính chú như vậy đó, đã không làm thì thôi, mà làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Cháu tốn thêm độ 1000 bạc nữa là toàn hảo. Nhưng chú ạ, in hình cháu nhiều quá, sợ người ta cười chết. Hình xấu người ta mới cười chứ, hình cháu mà đứa nào nó dám cười. Và lại, mình phải khai phá một đường lối mới cho thiên hạ đi theo. Nhà báo Bút Đàm thổi phồng đài trang một cách phá lệ như thế mà cũng có kết quả. Tên tuổi nàng mỗi ngày một quen thuộc, văn hữu các nơi lâu lâu gửi tặng sách, thư từ qua lại, báo chí hàng tuần hàng tháng đến thùng thư nhà nàng đều đặn hơn. Nàng có cơ hội cộng tác rộng rãi hơn, rất lợi cho việc gây tiếng vang. Gần gũi vợ, Hưng khám phá ra một sự thật khá buồn cười là Ly chỉ đọc chuyện của chính mình. Lật tờ báo, nàng liếc nhanh những cái tên khác rồi xếp vào tủ. Có lần Hưng nhắc khéo: Ý tưởng là của riêng mỗi nhà văn, nhưng kỹ thuật thì người này có thể học được ở người kia, bởi vậy cần phải đọc nhiều. Ly gật đầu đồng ý, nhưng ít khi xem hết một bài văn của người khác. Thái độ ấy làm Hưng hết sức thất vọng, bởi nó chứng tỏ Ly bắt đầu chủ quan và tự mãn, khó có thể tiến xa được. Từ tên tuổi bên văn giới lan dần sang các hoạt động khác, Ly được mời tham dự những buổi văn nghệ thính phòng, những cuộc ra mắt sách, và nơi nào cũng trang trọng giới thiệu sự hiện diện của nữ sĩ đài trang như một vì sao đang lên nhanh. Người ta mời nàng chấm điểm hoa hậu, giám khảo các lớp thi Việt ngữ dành cho trẻ em, thậm chí phát thưởng cho các cặp trúng giải khiêu vũ. Hưng buồn lòng vì thiên hạ kém tế nhị, đáng lẽ phải mời cả hai vợ chồng thì họ thường chỉ ghi trên bì thư mấy chữ nữ sĩ đài trang, coi như nàng còn độc thân. Một phần cũng bởi Ly kém cư xử với Hưng, nàng hay đi một mình, cho nên dần dà người ta mặc nhiên cảm thấy chỉ cần mời mình nàng mà thôi.
sinh hoạt cộng đồng lôi nàng ra khỏi gia đình nhiều hơn, và hầu như chẳng bao giờ nàng từ chối bất cứ buổi họp mặt nào dù diễn ra khuya khoắt. Ngày xưa trong nước, nhà văn sáng tác lặng lẽ trong bóng tối, chỉ đưa tác phẩm ra công chúng mà thôi. Ngày nay ở hải ngoại, nhà văn sinh hoạt chẳng khác gì nghệ sĩ trình diễn. Sân khấu không còn là chỗ độc quyền của Hùng Cường nữa. Hưng buồn phiền lắm nhưng không thổ lộ với vợ. Anh trở thành người nội trợ đúng nghĩa, đi làm về ôm con cho vợ lăng xăng với đời. Khi trở thành người của đám đông, Ly mơ hồ cảm thấy có chồng bên cạnh là một điều bất lợi, dù chẳng hiểu là lợi gì. Hưng chua xót nhìn thấu lòng vợ. Ngày xưa, mỗi lần Ly rủ Hưng đi, anh ngần ngại chỉ muốn ôm con ở nhà. Bây giờ, có lần anh ướm thử muốn dắt con theo, thì Ly lại thoái thác. Thôi, em đến gặp họ một chút rồi về ngay. Anh đi làm gì? Lại mất công thay quần áo cho con. Hoặc nàng viện cớ chính đáng hơn. Ôi, mấy ông nhà văn nhà báo hội họp hút thuốc lá dữ lắm. Cho con đến đó thì sợ nó ho, tội nghiệp. Hưng cần giữ xe ở nhà thì nàng gọi ngay ông Bút Đàm lại đón. Vài lần như thế, Hưng thấy đắng chát trong cổ. Đàn bà hễ có tên tuổi một chút, dù chỉ là hư danh trong giới hạn nhỏ hẹp, cũng dễ mất thăng bằng. Anh cứ lầu bầu nhắc lại mãi cái chân lý ngàn đời ấy, và hối hận chính anh đã góp phần đưa vợ anh lên. Anh vẫn hãnh diện là người khôn ngoan và tự tin, thế mà không hình dung ra trước được rằng người đàn ông ra sức giúp vợ thành danh rồi thì người vợ sẽ nhìn lại và thấy chính thằng chồng của mình trở nên tầm thường, không còn xứng đáng với mình nữa. Ly chưa chán chồng nhưng đã manh nha thấy mình thuộc về một thế giới khác, trong đó toàn những khuôn mặt văn chương thủ tạc chiếu trên chiếu dưới, không có chỗ đứng thích hợp cho Hưng. Một mình nàng xuất hiện, đám đông bu quanh săn đón, tạo cho nàng vùng hào quang ảo giác ngây ngất. Cay đắng nhất là hôm ra mắt tác phẩm đầu tay của Ly, nàng không rủ Hưng đi. Anh ngạc nhiên lắm, nhưng anh gan lì không hỏi. Anh làm bộ thản nhiên ngồi chơi với con, lâu lâu đưa mắt nhìn Ly trang điểm bên cạnh, không hề thúc giục anh thay quần áo. Cả tuần nay nàng háo hức đến mất ngủ, điện thoại reo liên tục, bốc lên là nghe giọng ông Bút Đàm. Mấy tấm quảng cáo khổ lớn dán trên vách phòng khách, có hình nàng chụp nghiêng, mái tóc quăn xịt nửa chai keo, hất bồng lên phía trước như một ca sĩ hát nhạc New Way. Bộ đồ đắt tiền mới mua tuần trước, ba mảnh hài hòa màu sắc, chiếc quần tây tím thẫm, áo camisole trắng đục và cái jacket thời trang rộng thùng thình như đi mượn. Ly đứng trước gương, thọc hai tay vào túi quần, quay qua quay lại, nét mặt hân hoan thỏa mãn. Bộ đồ mới làm nàng biến đổi hẳn, trông như một người mẫu quảng cáo thời trang trên TV. Nàng đeo ví, cầm chìa khóa xe, bước lại hôn con và thản nhiên bảo Hưng: "Em đi một chút nghe anh. Này, anh nhớ xì con đái trước khi cho nó ngủ, không thì lại đái ra giường đấy." Nàng ra cửa và chui vô xe. Hưng chớp mắt trông theo, thấy cuộc đời buồn tênh. Thôi cũng được, hôm nay là ngày vinh quang của đời nàng, anh và thằng Vong nên để nàng hưởng trọn niềm vinh quang ấy, chẳng nên xuất hiện để nàng bối rối. Anh nhớ những lần vợ nghe điện thoại của người lạ gọi đến, xưng là độc giả ái mộ, mong được làm quen. Ly cứ lấp lửng không nhắc gì đến chồng con, cố tình gieo hy vọng cho người bên kia. Ngay cả đến bài phỏng vấn của tờ Bút Đàm cũng vậy. Câu hỏi cuộc sống hiện tại của cô ra sao, Ly lờ đi không đáp. Anh khuyến khích vợ viết văn, bỏ mấy ngàn đồng ra in sách. Bây giờ ngồi ôm con, để Ly một mình lên đài danh vọng. Hưng bùi ngùi ôn lại những năm tháng chung sống và nhận rõ một điều là bản chất vợ anh không như vậy. Chút hư danh đã làm nàng biến chất. Lần đầu tiên anh khám phá ra cổ nhân đã dạy con cháu một câu láo lếu: miếng giữa làng bằng sàng xó bếp, để xúi dục người ta mua danh một cách mù quáng. Cũng lần đầu tiên anh căm hận Nguyễn Công Trứ đã viết câu: không công danh thả nát với cỏ cây. Xã hội gì kỳ quái như vậy? Phải chăng vợ anh là nạn nhân của lối giáo dục băng hoại ấy? Bị tách khỏi con người thật
chỉ vì vòng hào quang giả tưởng của mấy tờ báo. Một người bạn gửi cho tập thư ghi hàng chữ thân tặng anh chị Hưng. Ly thở dài buồn bã. Đáng lẽ phải đề tặng nữ sĩ Đài Trang mới đúng cách, bởi Ly lý luận rằng nếu nàng không viết văn, ai tặng sách cho vợ chồng nàng làm gì? Xuất hiện giữa đám đông cũng vậy, giới thiệu nàng bằng cái tên bình thường là chị Ly hay chị Hưng, nàng xuống tinh thần lắm. Làm gì thì làm, đừng bao giờ quên hai chữ nhà văn đứng trước. Lúc sắp in sách, ông Bút Đàm chạy lại đưa cho Ly bản nháp lời tựa để nàng cho biết ý kiến trước khi xếp chữ. Ly đọc chăm chú từng câu, chan hòa hạnh phúc. Nàng đưa cho Hưng, anh mới xem vài dòng đã muốn toát mồ hôi. Bài tựa có đoạn như sau: nhìn lại dòng lịch sử nhân loại, ở mỗi thời kỳ có những biến động sâu xa làm đổi thay toàn diện trật tự xã hội, thì lại thấy xuất hiện những thiên tài văn chương như một dấu ấn cho mỗi bước biến hóa của thế giới. Chiến tranh và hòa bình, Cuốn theo chiều gió, Dr. Zhivago, mà ngày nay chúng ta tôn vinh là những tuyệt phẩm muôn đời, vượt không gian và thời gian, đều đã xuất phát từ những khúc rẽ lớn lao của lịch sử, từ những bất hạnh của con người, những tàn phá của chiến tranh. Bởi nói cho cùng, nhà văn là ai nếu không phải là những chứng nhân được mặc khải từ bẩm sinh để thay cho loài người trong những giai đoạn hỗn mang tăm tối nhất. Có khẳng định được tiền đề ấy, chúng ta mới cắt nghĩa được hiện tượng Đài Trang trong văn học hải ngoại hiện nay. Ngay từ dòng chữ đầu tiên xuất hiện rực sáng trên tạp chí Bút Đàm, Đài Trang đã giành được một cõi riêng, dựng một bản viết lữ thứ sừng sững như Bắc Đẩu, lớn hơn cả những nhà văn lớn. Hưng không dám đọc tiếp, mặt anh tái nhợt như Chu Du ngày xưa đọc thư Gia Cát. Anh liếc nhìn vợ, nét bình thản hả hê hiện trong đôi mắt. Anh nghĩ đến lão Bút Đàm và thấy ngượng dùm cho những kẻ không biết ngượng. Anh đưa lại bản thảo cho Ly, cúi xuống, che giấu vẻ bối rối. Ly hăm hở hỏi, được phải không anh? Hưng nhịn không nổi, lắc đầu buồn bã. Theo anh thì nên viết lại, hoặc bỏ luôn đi. Thiếu gì nhà văn in sách đâu có cần lời tựa lời bạt gì, ăn thua nội dung chính của cuốn sách thôi chứ. Nhưng Ly ngỡ ngàng hỏi lại, ông ấy viết vậy mà anh lại còn chê? Không, không phải là ông viết dở. Em đừng có hiểu lầm anh, nhưng phóng bút quá đà. Sự nghiệp em đâu đã có gì mà dám so sánh với những tên tuổi quốc tế như vậy, người ta cười chết. Ly phản đối bằng một câu tàn nhẫn. Có thể là tại anh gần gũi em nên anh không nhận ra cái tài của em thôi, nhưng ông Bút Đàm thì nhìn thấy đấy. Hưng im lặng. Anh thấy chẳng nên cãi với Ly nữa. Khi lý trí nàng đã mờ hẳn đi như thế thì có khuyên giải cũng vô ích. Nhưng nhịn được một lúc, anh chịu không nổi lại phải lên tiếng. Anh tưởng tượng mai kia khi bạn bè anh đọc bài giới thiệu ấy, người ta sẽ coi anh như một thằng hề. Anh nhấn mạnh với Ly, em là vợ anh, cho nên ai khen em dĩ nhiên anh phải mừng. Nhưng em viết sách không phải viết cho anh hay cho em, mà cho độc giả. Bởi vậy sự thẩm định là do nơi độc giả chứ không phải do anh hay em. Thà rằng ông Bút Đàm lén viết lời tựa in lên sách mà em không biết thì đành chịu. Đằng này ông ấy đã đưa cho em đọc trước thì không nên để như thế. Những lời khen quá đáng bao giờ cũng có ba cái hại. Thứ nhất là làm cho em tự mãn không tiến lên được nữa. Thứ hai là làm cho em mặc cảm, vì khi thấy mình lớn rồi thì viết cái gì cũng đắn đo, sợ rằng không xứng đáng với cái vị trí lớn lao của mình. Thứ ba là lời khen ấy bất công đối với nhà văn, nhà báo khác. Rồi mai kia có người chê chuyện của em, có báo từ chối không đăng bài của em, em sẽ nổi giận bởi tưởng mình vĩ đại thật mà thiên hạ ém tài. Thằng cha Bút Đàm này đại ngôn quá, anh không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá một nhà văn ít ra cũng phải chờ một thời gian, ít ra em cũng phải có 5-3 cuốn sách đã chứ. Tại sao mà lạm dụng chữ nghĩa quá như vậy? Dù rằng tập truyện đầu tay này có hay thật, cũng không thể giới thiệu như thế được.
bởi người nghệ sĩ phải được thử thách bằng đường dài. Huống chi chính em cũng biết đấy, 10 chuyện trong cuốn này, anh nói thật, chỉ được 1-2 chuyện là già dặn. Những nhận xét Hưng đưa ra không phải do suy nghĩ của anh, mà do kinh nghiệm đã thực sự xảy ra đối với Ly. Cách đây ít lâu, có một tờ báo nàng rất yêu thích và mong muốn được cộng tác. Nàng gửi bài liên tục, họ không đăng. Nàng buồn bực đổi hẳn thái độ, bắt đầu gièm pha chê bai đủ điều, đến độ Hưng thấy ngượng vì không ngờ vợ mình quá tầm thường. Không làm báo, nhưng anh cũng hiểu rằng một tờ báo bao giờ cũng đứng bằng hai chân, là người viết và người đọc. Nghĩa là họ cần cả hai phía, cần bài của người như Linh. Nếu họ không đăng được thì chỉ có thể vì bài của nàng viết không hợp chủ trương tờ báo, hoặc chưa đủ kích thước để mà tờ báo đăng lên. Nói xong một hơi dài, Hưng bỏ vào phòng nằm với con, vì không nỡ nhìn nét mặt nhợt nhạt căm hận của vợ. Người ta ai cũng thích được khen, nhất là đàn bà. Thậm chí có những nhà văn đọc bài khen mình mà thấy lời khen đó nhẹ nhàng quá, chưa đủ sức nặng, còn đâm ra oán hận cả tác giả bài viết, huống chi là lờ đi không tâng bốc. Anh biết thế, nhưng Ly là vợ anh, là một phần của chính đời anh. Anh không thể nhắm mắt để bút đàm, muốn bốc thế nào cũng được. Anh khép cửa lại, điện thoại ngay cho bút đàm, bảo ông bỏ bài tựa đại ngôn đó đi, hoặc ít ra cũng phải sửa lại cho hợp lý. Một lúc sau, anh trở ra, thấy vợ đang ủi quần áo, mặt hầm hầm không thèm nhìn anh. Hưng rón rén bước lại bên cạnh, từ tốn phân giải. Ông bút đàm là nhà báo, ông ấy viết thế nào cũng được, nhưng em là nhà văn, và dĩ nhiên em không muốn dừng lại sự nghiệp của em. Chỉ có mỗi một cuốn sách này thôi hay sao? Đường còn rất dài. Tác phẩm tạo thành sự nghiệp, lời giới thiệu chỉ là phương tiện để đưa tác phẩm đến với độc giả. Dĩ nhiên giới thiệu rất cần thiết, nhưng phải đúng mức. Em tiếc gì những câu văn bừa bãi của ông ấy mà đem in vào sách? Ly nghe thấy có lý, nhưng vẫn không muốn bỏ những lời tán tụng mình. Hôm sau gặp ông bút đàm, nàng làm bộ nhún nhường. Chú ạ, bài tựa mà chú viết cho cháu liệu có quá đáng không hả chú? Ông bút đàm ngoẻo đầu, giơ tay phân trần. Chỉ quá đáng với những người không có thực tài thôi. Trường hợp của cháu thì làm sao gọi là quá đáng được. Nói dứt câu, ông ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Thủa chưa bước chân vào làng báo, đã nhiều lần ông lấy làm ngạc nhiên về phong cách của khá đông người cầm bút, đặc biệt là trong giới báo chí. Dường như họ thiếu hẳn sự điềm tĩnh cần thiết của người sử dụng ngòi bút. Họ dễ dàng nóng giận mà cũng rất dễ bao dung. Hai thái cực ở đầu nào cũng quá đáng. Có những bất đồng rất nhỏ, đáng lẽ chẳng cần phải đưa ra công chúng, thế mà cũng tạo thành những bài báo chửi rủa như tát nước vào mặt nhau, hàm chứa mối hận nung nấu mút trời như đối với kẻ thù truyền kiếp. Rồi ngược lại, khi cần khen ngợi thì lại bốc lên đến tận đỉnh trời, đến nỗi chính người được khen cũng phải lấy làm ngượng. Bút đàm đã từng kịch liệt phản đối lề lối viết lách mất quân bình đó, nhưng khi ra báo được một thời gian thì chính ông lại bị tiêm nhiễm lối viết này, mà có lẽ ông không để ý. Ông chưa chửi ai, nhưng đã nhiều lần tán tụng thiên hạ không tiếc lời bằng những khuôn sáo mà ông học được trong làng báo chung quanh. Nó là thứ văn chương lại quả để làm đẹp lòng nhau, thứ văn chương giới thiệu băng nhạc bốc thơm nghệ sĩ, câu nào cũng đao to búa lớn, nặng đến ngàn cân mà đôi khi vô nghĩa, nhưng không viết không được. Một ca sĩ mời đi ăn trưa, tặng cuốn băng mới phát hành, òn ẻn nói vài câu chan chứa tình cảm. Ông phải đáp lễ ngay bằng một trang báo hết sức nồng nàn, giọng ca truyền cảm hòa âm mới lạ, kỹ thuật điêu luyện, mặc dầu ông chưa hề nghe thử cuốn băng đó một lần. Ông tâm sự với đàn em tại tòa soạn. Đối với đàn bà, một là lờ đi không nhắc đến, còn nếu đã nhắc đến thì phải nhớ quy luật này. Chẳng những không bao giờ chê đã đành, mà khen cũng phải khen tới mức tối đa. Nếu chỉ khen vừa phải chừng mực thì đừng khen, vì họ sẽ không cảm ơn, mà có khi còn thù mình nữa. Tự đặt ra nguyên tắc ấy rồi,
ngòi bút của ông hết sức rộng lượng đối với phụ nữ, lâu dần thành thói quen. Khi đặt bút viết bài giới thiệu, ông không còn nghĩ đến độc giả nữa, mà chỉ hình dung ra nét mặt rạng rỡ của người được giới thiệu khi tờ báo của ông phổ biến ra thị trường. Nói cách khác, những bài báo ấy chỉ nhằm phục vụ một người mà thôi, như trường hợp ông viết lời tựa cho đài trang. Ngày cuốn sách ra đời, ông Bút Đàm từ nhà in phóng như bay tới trao cho nàng một cuốn làm mẫu. Ly hồi hộp nhìn ngắm chân dung mình trên trang giấy láng, chiếm gần hết cái bìa sách. Nàng lật tới lật lui vài lần rồi mở ra đọc. Lời tựa của Bút Đàm nguyên vẹn như bản nháp ông đã đưa tháng trước. Đêm nay Hưng có thể qua nằm với thằng Vong cũng được. Nàng sẽ ôm cuốn sách vào lòng, một mình ấp ủ niềm hạnh phúc về đứa con tinh thần chào đời lần đầu tiên, như một dấu ấn chính thức đóng nhãn hiệu nhà văn cho nàng. Buổi chiều Hưng đi làm về, nhìn cuốn sách trên bàn ăn, anh hớn hở chia sẻ niềm vui với vợ. Anh không hài lòng việc đưa hình tác giả lên bìa, nhưng vẫn khen cuốn sách in rất đẹp. Anh cầm lên, lật ra, và khi bắt gặp ngay ở trang thứ hai vẫn những câu văn trơ trẽn của Bút Đàm viết về Ly, Hưng gấp ngay lại và từ đó không thèm nhìn đến nữa. Anh biết vợ đang vui lắm nên gián nhịn, đè nén nỗi ấm ức của mình. Thế mới biết, một lời khen dù lố bịch, một cách lộ liễu đến đâu vẫn dễ được người ta chấp nhận hơn là một câu chỉ trích dù rất nhẹ nhàng và mang đầy thiện ý xây dựng. Ngày ra mắt sách, Hưng tủi thân vì Ly không rủ anh đi, nhưng thực ra anh không muốn đi. Giả như Ly ngỏ lời, anh cũng sẽ từ chối. Anh chán không muốn nhìn thấy mặt ông Bút Đàm bạo mồm, coi thường chữ nghĩa. Anh ngượng vì thấy vợ mình đáng lẽ phải ngượng mà không biết ngượng. Từ hôm ấy, Hưng tránh nói chuyện văn chương với vợ, mà chính Ly giờ đây cũng chẳng cần ý kiến của Hưng, bởi nàng như con thuyền đã ra tới đại dương, Hưng không đủ tầm vóc để lạm bàn nữa. Tờ Bút Đàm dành cả một số đặc biệt tường thuật tỉ mỉ buổi ra mắt tác phẩm đài trang, tràn ngập hình ảnh của nàng với những chú thích phóng đại của người làm báo. Ly hết sức hài lòng bởi kỳ này hình chụp nàng rất đẹp. Chủ nhiệm Bút Đàm đăng nguyên văn bài tựa cuốn sách để làm quảng cáo, kèm theo những phát biểu tán dương của dăm ba văn hữu có mặt hôm đó. Toàn những lời thủ tục, toàn những câu sáo ngữ mà bất cứ buổi ra mắt nào thiên hạ cũng phải nghe. Tất cả những người lên micro ca ngợi tác phẩm của Ly, thực ra chưa hề có ai đọc chuyện nào của nàng, trừ ông chủ nhiệm Bút Đàm. Họ khổ sở phát biểu những điệp khúc chung chung, áp dụng cho nhà văn nào cũng được. Và người được khen có thể cũng biết điều này, nhưng vẫn cần để trích đăng làm quảng cáo. Ly nhớ lại cái không khí hôm đó, cũng có điều làm nàng không thỏa mãn trọn vẹn. Chẳng hạn khi một ông lên sân khấu tha thiết phát biểu, thì phía dưới quan khách vẫn thản nhiên trụm đầu vào nhau nói chuyện. Ngay đến lúc chính nàng nói, vẫn có đứa không thèm chú ý. Rõ ràng những buổi họp mặt như thế này chỉ là cơ hội để thiên hạ gặp nhau cho vui thôi. Chủ đề ra mắt hoàn toàn là cái cớ phụ thuộc. Ông Bút Đàm ôm lại cho Ly cả một chồng báo số đặc biệt về nàng, để nàng giữ làm kỷ niệm, và muốn gửi tặng ai thì gửi. Hưng tỏ thái độ phản kháng tiêu cực bằng cách nhất định không mở ra xem trước mặt vợ. Anh chờ lúc Ly vắng nhà mới lật ra coi và nao nao buồn. Những nụ cười rạng rỡ của Ly trên sân khấu, lúc ngồi ký sách cho độc giả, và nhất là lúc nhận bó hoa do một gã đàn ông lạ mặt mặc tuxedo trao tặng. Hưng có cảm tưởng Ly vui hơn trong ngày cưới, và niềm vui ấy đáng lẽ phải có anh và con bên cạnh để chia sẻ. Mấy hôm sau, ông Bút Đàm mang đến cuốn video thu buổi ra mắt sách. Ly hớn hở bật tivi coi ngay, nhưng Hưng lờ đi, vào phòng nằm đọc sách. Anh cũng sẽ xem, nhưng xem một mình. Buổi ra mắt sách và số báo đặc biệt về đài trang là một khúc rẽ quan trọng đối với Ly. Nàng có cảm tưởng thiên hạ bây giờ ai cũng biết đến nàng, cho nên mỗi bước ra đường nàng đều chuẩn bị áo quần kỹ lưỡng, và nói năng cử chỉ điệu bộ bỗng dưng mang đầy kịch tính, bởi chủ quan cho rằng mọi cặp mắt bá tánh lúc nào cũng đang đổ dồn về mình. Thực sự thì rất ít
người biết nàng là ai. Nhưng vì Ly tưởng tượng ra vai trò lớn lao của mình nên tránh đi bên cạnh chồng, ngại bế con trước công chúng. Vạn bất đắc dĩ, có phải cùng Hưng ra phố, thế nào nàng cũng nhắc chồng về áo quần tóc tai phải tỏ ra lịch sự tối đa để xứng đáng với nàng. Và chính những nhắc nhở ấy làm cho Hưng hết sức bực mình. Ở với nhau đã bao nhiêu năm, có bao giờ Ly dám tỏ thái độ lấn lướt như vậy đâu. Và chính anh có bao giờ ăn mặc quá xuề xòa để Ly phải xấu hổ đâu. Chẳng qua bây giờ Ly thấy mình lên giá nên Hưng mặc nhiên trở thành xuống giá. Có hôm anh đã ra xe rồi, nghe Ly cằn nhằn, anh lại bỏ vào nhà và chán nản bảo: "Thôi em đi một mình đi, anh ở nhà." Môn tâm lý học ngày xưa dạy rằng đàn bà và trẻ con thường có tâm lý coi mình là trung tâm của vũ trụ. Lâu lắm rồi Hưng mới thấy cái định luật giáo khoa ấy xảy ra ngay trong gia đình nàng. Sau đợt bán sách ở buổi ra mắt, sức tiêu thụ của tác phẩm rất chậm. Trong nhiều lý do góp lại, cái nguyên nhân chính là ông Bút Đàm thực tình không quan tâm đến việc phát hành. Ông bận lắm, tờ báo tháng hai kỳ chiếm quá nhiều thì giờ, không còn rảnh rang để lo phát hành chuyện của Ly nữa. Tuy vậy, ông vẫn đến thăm Ly thường xuyên hơn, mời nàng cộng tác đều đặn, dành hẳn một mục trên tờ Bút Đàm để nàng muốn viết gì thì viết. Lần nào vừa gặp, Ly cũng hỏi: "Sách của cháu bán được không hả chú?" Ông Bút Đàm đáp nhanh: "Thì cháu cũng biết mà, chuyện của cháu đâu phải là loại chuyện bình dân, đâu phải là loại sách thương mại. Văn viết cao thường kén độc giả, bởi vì không phải ai đọc cũng hiểu được chuyện của cháu." Câu trả lời dễ nghe nhất để an ủi những tác giả có sách bán chậm. Một lần Hưng đã cự Bút Đàm khi nghe câu nói không thật lòng đó: "Thiếu gì cuốn sách rất rẻ tiền, rất bình dân mà vẫn ế thiêu ế chảy ra." Cho nên Hưng bực vì ông Bút Đàm chuyên dùng xảo ngữ để gạt gẫm vợ mình. Nhưng Ly thì tạm tin như vậy để khỏi thắc mắc thêm. Nàng đòi chuyển sang chuyện dài, bởi nàng quan niệm rằng chưa có chuyện dài thì chưa thành nhà văn chính thống. Ông Bút Đàm không cản nhưng cẩn trọng phân tích: "Cháu mới viết mà đã tiến sang chuyện dài ngay thì thể nào cũng có người nói là cháu nhảy vọt đấy. Nhưng cháu viết được chuyện dài thì chú mừng lắm. Đằng nào thì chú cũng là người khám phá ra tài năng của cháu, và chú sẽ lăng xê đến cùng. Chú nhắc cháu điều này, chuyện dài viết xong in ngay thành sách thì khác, mà viết để đăng báo, tức là hình thức feuilleton, thì kỹ thuật phải khác. Thứ nhất là mỗi kỳ cháu phải viết dài, và quan trọng hơn cả là mỗi kỳ cháu phải có biến chuyển, có action. Nếu ngắn quá thì tháng sau người ta mở tờ báo ra, người ta sẽ không còn nhớ là tháng trước cháu đã viết cái gì." Ly gật đầu, nhưng thực sự chưa hình dung được chuyện dài đầu tay của mình sẽ xoay về đề tài gì. Ông Bút Đàm kể ca tâm sự, khuyến khích nàng tiến bước, còn nàng thì chỉ bận tâm nhắc ông lo bán sách. Ông gật đầu trấn an: "Chú sẽ làm đợt promotion khắp thế giới. Cháu ký sẵn cho chú khoảng 30 cuốn để chú gửi tặng báo chí nhờ họ quảng cáo." Ly hài lòng gật đầu. Chính nàng cũng đã khuân ra bưu điện đến mấy chục cuốn rồi, và nàng đang chờ những bài điểm sách. Đối với tác phẩm đầu tay, mối bận tâm của nhà văn không phải là tiền, mà là mong được phổ biến. Ông Bút Đàm đoán sai điều ấy, bởi ông cứ nghĩ rằng Ly sốt ruột muốn kiếm lời. Hôm ra mắt, có gã đàn ông hào hoa đã mua tập truyện của nàng với giá 2.000 đồng và ôm bó hoa lên sân khấu trao tặng. Vốn liếng nàng bỏ ra, kể như đã trở về gần đủ. Ly không bận tâm nữa, chỉ cần sách có nhiều người đọc mà thôi. Ông Bút Đàm chu đáo lắm. 2 tuần sau, ông lại đến gặp nàng, đưa cho Ly 1.000 Mỹ Kim và hớn hở nói: "Có một nhà tổng phát hành ở bên Úc mới đặt mua 150 cuốn truyện của cháu. Chú bảo để cháu mừng. Họ nói nay mai có thể sẽ lấy thêm." Ly mừng thật, run run cảm ơn và nhét tiền vào túi. Thực ra thì chẳng có đại lý nào mua sách cả, ngoại trừ mấy tiệm bán lẻ trong thành phố mà ông Bút Đàm gửi mỗi nơi chục cuốn.
Ông vừa hốt hụi được hơn 7.000, ông cắn răng véo ra một mảng nhỏ đem tặng Ly cho nàng vui. Bởi nàng vui tức là ông vui. Ông mơ hồ cảm thấy Ly không hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh Hưng. Cho nên nếu ông khôn khéo và kiên trì, biết đâu nàng chẳng thoát Ly theo ông. Giấc mơ ấy khó, nhưng ai cấm ông mơ. Ông cũng đang vận động để hội phụ nữ mời nàng thuyết trình và đài truyền hình Việt Nam đưa nàng lên phỏng vấn. Tất cả những kế hoạch ấy chưa biết cuối cùng có giúp ông đạt được thắng lợi nào trong tình trường hay không, nhưng ít ra cũng tạo dịp cho ông gần Ly hơn. Ông nhớ có lần tò mò hỏi Ly quen Hưng trong trường hợp nào, thì nàng lại hờ hững đáp rằng hồi đó ở trại tị nạn, nàng chưa biết gì, và vì nằm chờ lâu quá chán nản cho nên nàng lấy đại. Câu nói bạc bẽo ấy đã gieo vào lòng ông Bút Đàm khá nhiều hy vọng, dù rằng xét về mọi mặt ông đều thua Hưng. Có hơn chăng chỉ là đang nắm tờ báo trong tay để sẵn sàng đưa Ly lên đài danh vọng mà thôi. Tiến thêm một chút nữa, ông bảo Ly, chú cũng đang liên lạc với các hội đoàn khắp nơi để khuyến khích họ dùng sách của cháu dạy tại các lớp Việt ngữ trên toàn nước Mỹ, bởi vì văn cháu viết rất là trong sáng, giản dị, dễ hiểu. Cả người nghe lẫn người nói đều không nhận ra sự dối trá trong câu đó, bởi rất nhiều lần khi giải thích về lý do sách bán chậm, ông Bút Đàm đã khẳng định là văn của nàng viết cao, có chiều sâu, kén độc giả, không phải ai cũng đọc được. Bây giờ lại muốn đem dạy con nít vì giản dị và dễ hiểu. Thật ra thì ông không có ác tâm, ông cứ nói làm sao cho Ly vui là được. Ông đang định rủ Ly làm một chuyến đi xa sang hẳn bên Úc Châu ra mắt sách, vì ông nghe đồn đồng bào bên ấy rất hiếu khách. Ông đã thu xếp công việc và tiền bạc, nhưng còn ngần ngại chưa dám ngỏ lời với nàng. Đi xa như vậy, tâm tình người ta dễ rộng mở. Ở thành phố này tuy rất gần gũi, nhưng ông biết mình thua thiên hạ ở điểm tuổi đã khá cao. Ông nhớ cái buổi ra mắt sách cho Ly, ông dốc bao nhiêu sức lực và tiền bạc vào đó. Rồi khi chương trình kết thúc, ông phải nán lại thu dọn bàn ghế và dụng cụ âm thanh. Ông cứ tưởng Ly sẽ chờ ông đưa về. Không ngờ một đám thanh niên bu lại mời nàng đi ăn tối, rồi rủ nàng ghé vũ trường sao đêm, nhảy đầm đến 1-2 giờ sáng. Chính cái thằng thanh niên con nhà giàu mặc tuxedo lái xe Jaguar mua cuốn sách 2.000 đồng và ôm bó hoa rực rỡ lên tặng nàng, được ông long trọng giới thiệu và cảm tạ trong hội trường, đã phỗng tay trên của ông rủ Ly đi khiêu vũ. Ông dọn dẹp mọi thứ xong, nhìn lại chẳng còn ai, lủi thủi phóng xe về một mình. Ông làm cỗ sẵn cho nó sơi, nó chỉ đáng con ông. Tuổi có lẽ còn thua cả Ly, ông cạnh tranh với nó thế nào được. Cho nên ông nghĩ có lẽ đi xa chỉ có cách đi xa, rồi một mình ông với nàng, may ra mới có lợi thế. Thằng Vong bây giờ đã 5 tuổi, suốt ngày níu lấy bố kể chuyện. Buổi sáng Hưng cho con lại trường, gửi luôn ở đó, tan sở ghé qua, đón về. Nó chỉ quấn quýt bên Hưng, nhìn Ly như một người xa lạ, bởi nàng đi về thất thường, không biểu lộ được nỗi gắn bó với con mình. Cuộc sống của vợ chồng Hưng 2 năm nay kỳ lạ lắm. Chưa ly dị mà cũng chẳng ly thân. Nàng đi lúc nào thì đi, muốn toạt qua thăm nhà lúc nào cứ việc về. Những phân giải bàn luận, những cuộc cãi vã như bão táp, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Ly bây giờ sống nhởn nhơ, tung tăng như nuối tiếc tuổi xuân, tự cho rằng mình hưởng cái thú tự do của người còn độc thân phóng túng. Lắm hôm Hưng đưa con ra phố, bắt gặp nàng ngồi trong chiếc Jaguar với gã thanh niên trẻ tuổi phóng vụt qua trước mắt. Bao nhiêu thổn thức rồi cũng nguôi dần theo thời gian. Đọc báo vẫn thấy nàng viết chuyện, lâu lâu đứng hát vài bài trên sân khấu, và thậm chí còn trình diễn thời trang nữa. Tờ Bút Đàm vẫn gửi đến nhà, dù Ly đã cho địa chỉ mới.
Ít khi Hưng mở ra xem, vì anh coi nó là một đầu mối gây nên sự đổ vỡ cho gia đình anh. Có hôm phẫn chí quá, anh đã bốc phone gọi trong bút đàm, định chửi ông một trận cho hả giận. Nhưng bên kia đầu dây vừa lên tiếng, Hưng lại cúp máy ngay, bởi anh biết rõ, chính ông bút đàm cũng đang đau khổ không thua gì anh.